Xin chào tất cả các anh em. Thì con chim này bữa có quanh chốt rồi nha anh em. Bữa cùng anh không lấy nên giờ em đăng lại cho anh em. Thì con này con mã lai nghe anh em. Thì nó cũng mới nổi thôi anh em ạ. À. Tướng tá cũng ok lắm, tướng to. Con này to con anh em ạ. À. Cái thổ một hậu nha anh em. Thì cũng mới nổi thôi, anh em nào ưng thì alo cho em. Em để giá cũng vừa cho anh em về nuôi thôi. Rồi, em cảm ơn tất cả các anh em nha.